Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kia đi qua tôi hình ạ. Hôm nay em làm cái clip tổng quan cái livestream buổi sáng ngày 11 tháng 10 anh em nhé. Em tổng quan sơ để cho anh em mình có thể dễ dàng xem anh em ha. Em sẽ để cái link livestream ở dưới phần bình luận anh em nhé. Ok, ở đây thì cũng có nhiều cái mẫu 6 kim anh em nha. Có dây thép, dây da, con này thủy anh em nha. Thủy này ha. Chiếc này Nhật rồi những cái mẫu nữ đây anh em nha, những mẫu nữ chiếc này là form thời lặng của Thụy anh em ha. Chiếc này chiếc anh ba này rất là đẹp luôn anh em nha, 300.000 thôi, nam nữ đều chung này anh em ha, tuyệt đẹp luôn. Chiếc này thì kính sapphire phối ceramic anh em nha. Cái form này mà em bán 650 rồi anh em ha, dây đến 18 luôn nha. Chiếc này là chiếc Swiss Military anh em nha, con này full đen, con này cũng Swiss made Thụy Sĩ này, kim cọc dạ quang nha, size 36 này, anh em mình có thể kéo tới phần số 25 xem nha. Chiếc này chiếc Robenta Hennet, form đẹp chưa, Thụy Sĩ luôn anh nha, Swiss made luôn, mặt màu xám cát anh em ha, rin hết, 420 mà anh em mình có một chiếc Thụy Sĩ form rất là sang luôn ạ. Chiếc này lụa cơ anh em nha, chiếc này là Skagen anh em nha, Skagen size này hơi nhỏ, size 34 nhưng mà có kim rốn full titan và bản này là bản Thụy Sĩ nha, máy Thụy. Cái mình ở đây có những cái mẫu dây da rất là đẹp luôn anh em nha, như chiếc này là chiếc Thụy Sĩ mạ vàng anh em nha, Thụy Sĩ mà em thay dây cá sấu màu xanh lá luôn anh em ha, rất là đẹp luôn ạ. Anh em tay vừa tay nhỏ đây, chiếc này rất là ok anh em nha, chiếc này bán 700.000 thôi. Hoặc là chiếc Michael Jordan này anh em nha, chiếc này cũng Thụy Sĩ luôn ạ. Chiếc này máy V8 anh em nha. Chiếc này thì máy Ronda to có lịch rồi anh em ha. Size to lắm, size 38 càng là 4 mấy lận. Dây tuyệt đẹp luôn ạ. Thép đúc như nè. Rất là đẹp ạ. 600.000 thôi anh em ha. Chiếc này thì Seiko form đẹp. Thay dây khóa mới, thép đúc chạy máy 7N01 anh em nha. Có 300.000 thôi. Giá rất là dễ chơi luôn. Chiếc này là chiếc năng lượng. Dành cho anh em tay vừa tay nhỏ này nha. Dây khóa rin hết luôn ạ ha. Rin hết. Dây này vẫn còn xài tạm được á. Em bán 350 thôi, một chiếc CTZ Nikurai pin rất là tốt luôn em nha. Chiếc này thì form Bandai nha, 600.000 á, size to, có 6 kim phối rất là hay luôn. Ở đây có thêm cái lịch tháng nữa em nha, cái nút nhấn này để nhấn chỉnh lịch tháng này em á. Đã. Ok ha. Chiếc này Thụy Sĩ niền, cái nước vàng của niền này xuất sắc luôn em á. Không có một tí bong tróc luôn, mặt bản đồ rất là đẹp ha. Size cũng ok lắm anh em nha. Chiếc này là full dạ quang này nè, em tổng quan sơ thôi, anh em mình thích mẫu nào mình có thể vô cái link bên dưới phần bình luận á, mình kéo tới đúng cái số đó, vì số 35 á, anh em kéo kéo một phát tới, vì như 30 thì mình kéo thêm tí nữa, tới 35 mình xem anh em nhé, cho nó cụ thể anh em ha. Ok, anh em mình yêu thích mẫu nào thì vui lòng xem kỹ nha, anh em nào chưa bấm đăng ký kênh á, mình nhớ bấm đăng ký kênh anh em nha, bấm chuông thông báo bên cạnh để cập nhật các video bên em một cách nhanh, kịp thời nhất á. Cảm ơn anh chị em mình ạ.